Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong 4 công nhân công ty gỗ bị bỏng nặng nhất được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hiện một người còn nguy kịch, tiên lượng dè dặt. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho hay, vừa qua đã tiếp nhận cứu chữa 4 công nhân bỏng nặng sau tai nạn nổ bồn chứa bụi ở một công ty gỗ tại Bình Dương. 4 người này gồm LVP 21 tuổi quê Kiên Giang, NVR 45 tuổi quê Cà Mau, HHG 40 tuổi ngụ Bình Dương và ZNQ 34 tuổi quê Kiên Giang. Trước đó, tối 6 tháng 7, các công nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bỏng khá nặng với diện tích tổn thương từ 20 đến 50%, được xử trí truyền bù dịch, giảm đau, xét nghiệm và tiếp tục điều trị chuyên khoa. Trưa 9 tháng 7, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phước Tiến, khoa phỏng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, đến nay trong số 4 trường hợp thì anh LVP là người bị nặng nhất, bỏng lửa diện tích lớn, khoảng 54% độ 2, 3 toàn thân, đang được điều trị hồi sức đặc biệt, theo dõi 24/24 giờ. Anh đã qua giai đoạn sốc nhưng vẫn còn nguy kịch, tiên lượng dè dặt. 3 người còn lại bị bỏng khoảng 21-32%, hiện sức khỏe tạm ổn, tiếp xúc và giao tiếp tốt, dự kiến khoảng 2-3 tuần điều trị, vết bỏng của bệnh nhân NVR và HHG có thể sẽ lành, riêng anh ZNQ sẽ can thiệp phẫu thuật. Nhiều người lao động đã thông tin, vụ nổ bồn chứa bụi gỗ xảy ra chiều 6 tháng 7 tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông, khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Lúc ấy, công nhân đang bảo trì bồn chứa bụi thì phát sinh khói, nổ gây thương tích cho 9 người. Trong đó, 4 công nhân bị bỏng nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, số còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo công ty cùng các cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn luôn kề vai sát cánh để hỗ trợ tốt nhất cho những công nhân trong vụ nổ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông. Ngày 8 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có báo cáo chi tiết về vụ tai nạn lao động xảy ra tại xưởng sản xuất của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông. Theo đó, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, nhóm công nhân bộ phận bảo trì đi kiểm tra máy sản xuất trong xưởng thì nghe tín hiệu báo khói. Sau đó, nhóm người này đến kiểm tra thì phát hiện khói bốc lên từ bồn chứa bụi gỗ ở hành lang phía sau xưởng sản xuất. Họ cùng những công nhân có mặt tại đó khoảng 20 người kéo dây và bơm nước tưới lên phía trên nóc bồn đang bốc khói. Lúc này, đột nhiên vụn gỗ từ phía dưới bồn bốc cháy, làm bị thương 9 công nhân. Cả 9 người này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, 4 công nhân bị bỏng nặng trên 50% đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều cùng ngày. Hiện, 3 công nhân sức khỏe đã hồi phục tốt, riêng anh Lê Văn Phi bị bỏng đến 60% cơ thể, vẫn đang được theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu. 5 công nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, tình hình sức khỏe đã ổn định. Sau vụ tai nạn lao động, công ty gỗ Hoàng Thông đã đóng viện phí tại 2 bệnh viện trước để người nhà các công nhân yên tâm. Về phía người chăm sóc, công ty cũng lo đầy đủ từ chỗ ăn ở, đi lại, đồng thời gửi thêm cho người nhà mỗi công nhân 10 triệu đồng để có chi phí chăm lo cho người bệnh. Trong thời gian các công nhân nằm viện, mọi chế độ lương, thu nhập, công ty trả bình thường, kể cả người nhà là lao động làm việc ở công ty đi chăm bệnh cũng được chi trả đầy đủ. Lãnh đạo công ty đã đến động viên người nhà, người bệnh và trao đổi với bác sĩ để có hướng điều trị tốt nhất cho người lao động bị nạn. Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã trao đổi thống nhất với công ty cử người túc trực ở 2 bệnh viện, mỗi bệnh viện 2 cán bộ công đoàn nhằm hỗ trợ người nhà chăm sóc bệnh nhân và làm các thủ tục bệnh viện yêu cầu. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những công nhân bị bỏng trong vụ tai nạn lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã chi từ nguồn quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ 5 công nhân với tổng số tiền 24 triệu đồng. Trong đó, 2 người được hỗ trợ 6 triệu đồng một người, 3 người được hỗ trợ 4 triệu đồng một người. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Tân Uyên cũng hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Tấn Đạt cho biết, trước những khó khăn của công nhân do tai nạn lao động gây ra, công đoàn luôn chú trọng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ họ cũng như người thân. Qua đó, san sẻ được phần nào những thiệt thòi, khó khăn đối với gia đình. Trước đó, chiều 7 tháng 7, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy trao số tiền 40 triệu đồng cho 4 công nhân, mỗi người 10 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Liên đoàn Lao động huyện Bắc Tân Uyên cũng hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng. Toàn cảnh vụ nổ công ty gỗ ở Bình Dương khiến 9 công nhân bị bỏng. Vụ nổ công ty gỗ ở Bình Dương khiến 9 công nhân bị bỏng đã gây chấn động dư luận.
Theo đó, chiều 6 tháng 7, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý vụ nổ tại một công ty gỗ khiến nhiều công nhân bị thương. Trong clip được phát tán trên mạng xã hội, nhiều công nhân chạy tán loạn từ trong nhà xưởng ra, một số bị rách áo quần tơi tả hoặc bị cháy hết, lộ tấm lưng đen sì. Có công nhân bị bỏng ở tay, chân, vùng mặt và đầu. Vụ nổ nói trên xảy ra tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo báo cáo nhanh của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 14 giờ cùng ngày. Vào thời điểm này, các công nhân đang làm vệ sinh hệ thống thuốc bụi gỗ thì xảy ra nổ bồn chứa bụi. Vụ nổ khiến 9 công nhân bị thương, trong đó có 4 người bị bỏng nặng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, sau đó tiếp tục được chuyển lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Đến tối 6 tháng 7, liên quan đến vụ nổ xảy ra tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông, một lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, chiều cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 9 bệnh nhân bị bỏng trên 30% cơ thể. Nguyên nhân bị bỏng ban đầu được xác định là do nổ bồn chứa bụi, lửa đã táp vào người khiến 9 công nhân bị bỏng. Trước khi đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, nhóm công nhân này đã được công ty đưa tới một phòng khám trên địa bàn. Thời điểm bệnh viện tiếp nhận, 9 công nhân đều bị bỏng trên 30% cơ thể, trong đó có 4 người bị bỏng nặng trên 50% đã được các bác sĩ chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị, gồm Lê Văn Phi, sinh năm 2003, Tăng Sofa, sinh năm 1985, Danh Ngọc Quy, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Rô, sinh năm 1979. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết hiện đơn vị đang tập trung nhân lực để cứu chữa cho 5 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Sau đó, đại diện lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết đoàn lãnh đạo chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông do ông Nguyễn Hữu Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm, động viên công nhân và người nhà trong vụ nổ bồn chứa bụi gỗ tại công ty vào chiều 6 tháng 7. Tại đây, lãnh đạo chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông đã trao đổi với các bác sĩ để có hướng điều trị tốt nhất cho công nhân. Mọi chi phí công ty chi trả toàn bộ, đồng thời lo khách sạn gần bệnh viện để người nhà tiện chăm sóc. Trong thời gian công nhân điều trị, công ty cũng chi trả đầy đủ chế độ lương, thu nhập. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện 4 công nhân đang điều trị, trong đó có một người nặng nhất được chăm sóc ở phòng hồi sức cấp cứu. 3 người khác nhẹ hơn có thể tiếp xúc, nói chuyện được. 5 công nhân bị nhẹ hơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tình hình sức khỏe tương đối ổn định. Rà soát quy định về an toàn lao động sau vụ nổ tại công ty gỗ ở Bình Dương. Tối 6 tháng 7, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã báo cáo về vụ nổ xảy ra tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông ở thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Theo đó, khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, các công nhân đang tiến hành sửa chữa, bảo trì bồn chứa bụi thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến 9 công nhân bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công ty đã nhanh chóng xử lý sự cố và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng thương tích nặng, 4 công nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi và điều trị gồm Lê Văn Phi, sinh năm 2003, Tăng Sofa, sinh năm 1985, Danh Ngọc Quy, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Rô, sinh năm 1979. 5 công nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương gồm Phan Huy Duy, sinh năm 1984, Phan Hoàng Minh, sinh năm 1998, Ngôn Văn Ái, sinh năm 1991, Trần Phạm Thi, sinh năm 1998, Tống Từ Hải, sinh năm 1984. Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cũng phát đi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn rà soát và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, rà soát danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu đang sử dụng, lập danh mục các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu về an toàn lao động theo quy định, lập quy trình vận hành an toàn máy móc, thiết bị, vật tư và nguyên liệu, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo máy móc, công trình được duy trì an toàn về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cho biết, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Vụ việc tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông là sự cố ngoài ý muốn. Sau khi xảy ra sự việc, Ban quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với các ngành xử lý kịp thời. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!